Thưa quý vị, hôm qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Long Xuyên tổ chức lễ trao quyết định điều động bổ nhiệm công chức viên chức quản lý năm 2024. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Long Xuyên Đặng Thị Hoa Ray đến dự. Cụ thể, bổ nhiệm bà Bùi Thị Qua Lài, Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, giữ chức vụ trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Long Xuyên. Bổ nhiệm lại ông Phan Thanh Hùng, giữ chức vụ Phó trưởng ban Quản lý chợ Long Xuyên, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày 8 tháng 3 năm 2024. Điều động bổ nhiệm ông Phạm Thế Huy, Phó hiệu trưởng trường tiểu học Bùi Thị Xuân, đến nhận nhiệm vụ và giữ chức vụ hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Trung Trực.